Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phủ nhanh vaccine đến người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa xây dựng kế hoạch về việc phân bổ vaccine phòng chống COVID-19 tỉnh Bến Tre đợt 41 cho 9 huyện thành phố của tỉnh. Đợt này có hơn 133.000 liều vaccine Pfizer được phân bổ về cho các địa phương. Số vaccine này đảm bảo tiêm đầy đủ cho người dân trên địa bàn tỉnh đến lịch tiêm. Với mục tiêu hoàn tất việc tiêm vaccine mũi 1 cho người từ 12 tuổi trở lên, hoàn tất việc tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến hạn trả mũi, hoàn tất tiêm mũi 3 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn tất tiêm mũi 4 cho các đối tượng có khoảng cách ít nhất 4 tháng sau khi tiêm liều nhắc lại lần 1, người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, nhân viên y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị, sở ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo, cần chỉ đạo công tác tổ chức, lập danh sách, rà soát đối tượng theo phân cấp quản lý, đảm bảo không để sót đối tượng, vận động người đến lịch tiêm tích cực tham gia tiêm chủng để đảm bảo tiến độ tiêm chủng của tỉnh theo kế hoạch đợt này, phủ nhanh vaccine, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế tiếp tục huy động tối đa lực lượng y tế tham gia, triển khai chiến dịch đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tiêm chủng, đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng và sử dụng tiết kiệm hiệu quả vaccine, không để vaccine hết hạn trong bối cảnh chống dịch.